Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng. Nối tiếp là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tòa phán quyết Tổng thống Donald Trump không được chặn chỉ trích trên Twitter. Một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ đã phán quyết Tổng thống Donald Trump không thể bịt miệng những người chỉ trích trên trang Twitter cá nhân vì hành động đó vi phạm quyền tự do ngôn luận theo hiến định. Tòa phúc thẩm liên bang Hoa Kỳ khu vực số 2 ở khu vực Manhattan với 3 phiếu thuận, 0 phiếu chống, hôm 9 tháng 7 đã tuyên phán rằng tu chính án thứ nhất đã cấm ông Trump không được ngăn chặn những chỉ trích trên tài khoản Twitter vì đây là một diễn đàn công cộng. Nhân danh một ủy ban gồm 3 thẩm phán liên bang Barrington Parker đã viết tu chính án thứ nhất không cho phép một giới chức sử dụng tài khoản truyền thông xã hội dùng trong những mục đích chính thức để loại trừ những cá nhân đối thoại, mở rộng trên mạng, bày tỏ những quan điểm mà giới chức này không đồng ý. Ông Trump đã sử dụng tài khoản Twitter có hơn 60 triệu người theo dõi để quảng bá cho lịch trình làm việc của ông và tấn công những người chỉ trích. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tái xét vai trò của nhân quyền trong chính sách đối ngoại. Chính quyền của Tổng thống Trump ngày 9 tháng 7 cho biết sẽ tái xét vai trò của nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và đang chỉ định một ủy ban mà theo dự kiến sẽ nêu bật được các quan ngại về tự do tôn giáo và vấn đề phá thai. Bản tin của AP dẫn lời các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo chính quyền Donald Trump là chính trị hóa chính sách đối ngoại theo hướng có thể làm suy yếu các biện pháp bảo vệ các thành phần bị gạt ra ngoài lề, kể cả cộng đồng người đồng tính và chuyển giới. Các nghị sĩ đảng Dân Chủ nêu lên quan ngại về ý đồ và thành phần nhân sự trong ủy ban, vì lo ngại các thành viên sẽ gồm những người có quan điểm thù nghịch với nữ quyền và làm mai một các tiêu chuẩn và định nghĩa hiện hữu về nhân quyền. Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố thành lập ủy ban về các quyền không thể xâm phạm, nói rằng Hoa Kỳ phải cảnh giác, không để cho đối thoại về nhân quyền bóp méo hoặc cướp đi các quyền căn bản, hoặc được sử dụng vào những mục đích đáng ngờ hoặc có ác ý. Thưa quý vị, tỷ phú Ross Perot đã từng 2 lần ứng cử tổng thống đã qua đời. Tỷ phú Ross Perot, người đã từng 2 lần ứng cử tổng thống, đã vừa qua đời ở thành phố Dallas, Texas, sáng ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 7, hưởng thọ 89 tuổi. Ông qua đời vì bệnh bạch cầu, phát ngôn viên của gia đình đã cho biết. Ông Perot đã gom được 19% số phiếu bầu năm 1992, là ứng cử viên độc lập thắng nhiều phiếu nhất trong bầu cử Tổng thống Mỹ kể từ cuộc bầu cử của Tổng thống Theodore Roosevelt năm 1912. Năm 1996, ông đã ứng cử Tổng thống lần nữa và chỉ được 8% số phiếu. Một số người trong đảng Cộng Hòa cho rằng chính vì ông ra ứng cử Tổng thống 2 lần trong tư cách ứng cử viên của đảng Reform Party đã làm cho đảng này mất ghế vào tay của đảng Dân Chủ. Năm 1992, trong một cuộc chạy đua tay ba, đương kim Tổng thống George H.W. Bush thuộc đảng Cộng Hòa, ông Ross Perot thuộc đảng Reform và thống đốc Arkansas Bill Clinton thuộc đảng Dân Chủ. Cuối cùng, Tòa Bạch Ốc đã rơi vào đảng Dân Chủ. Năm 1996, trong cuộc đua tay ba giữa đương kim Tổng thống Bill Clinton, tỷ phú Ross Perot và thượng nghị sĩ Bob Dole thuộc đảng Cộng Hòa, ông Clinton đã tái đắc cử. Tỷ phú Tom Steyer, người từng vận động luận tội Donald Trump, tuyên bố tranh cử Tổng thống. Trong video tuyên bố tranh cử, Steyer, một nhà hoạt động vì môi trường đã lên án hệ thống gian lận giúp người Hoa Kỳ ở tầng lớp trên được hưởng lợi, đồng thời nhấn mạnh mục đích chiến dịch của ông là cố gắng làm cho nền dân chủ vận hành bằng cách trao quyền lực cho người dân. Tuy nhiên mà việc ông Steyer thông báo tranh cử muộn có thể khiến ông gặp bất lợi do đảng Dân Chủ đã tổ chức buổi tranh luận đầu tiên vào cuối tháng trước và ông khó có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn để tham dự cuộc tranh luận tiếp theo vào cuối tháng này. Tỷ phú bang California còn phải đối mặt với một loạt đối thủ nặng ký như cựu phó tổng thống Joe Biden hay các thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren. Tỷ phú Steyer là một trong những người kêu gọi luận tội tổng thống Trump mạnh mẽ nhất. Vào cuối tháng 10 năm 2017, ông tuyên bố chi ít nhất 10 triệu Mỹ Kim vào chiến dịch quảng cáo nhằm vận động luận tội Trump. Thưa quý vị, Obamacare đã gặp nguy khi tòa phúc thẩm xét xử vụ án được ủng hộ bởi ông Trump. Hôm thứ Ba ngày 9 tháng 7, một tòa phúc thẩm liên bang đã tổ chức lắng nghe các cuộc tranh luận về việc liệu một thẩm phán liên bang ở Texas có đúng hay không khi ông này ra lệnh cấm hẳn Obamacare. Các nhà quan sát cho rằng là vụ kiện tụng này sẽ có ảnh hưởng rất lớn không những cho nhiều triệu người đang có bảo hiểm y tế nhờ vào Obamacare, mà còn cho tương lai chính trị của Tổng thống Trump và các ứng cử viên khác trong năm 2020.
Vụ kiện tụng vốn có thể được đưa ra tối cao pháp viện để lấy phán xét sau cùng trước bầu cử năm 2020, đang đe dọa các bệnh nhân có bảo hiểm y tế dù họ có mang bệnh từ trước và thay đổi rất nhiều Obamacare. Một nhóm các thống đốc Cộng hòa và các chánh công tố của các tiểu bang này đã làm đơn kiện. Chính phủ Trump từ chối bảo vệ Obamacare trước tòa án và còn đồng thuận với phán quyết là khi bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm y tế là vi hiến. Chủ tịch Hạ viện yêu cầu Bộ trưởng Lao động Alexander Acosta từ chức. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào tối qua ngày 9 tháng 7 đã lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Lao động Alexander Acosta nên từ chức vì có liên quan đến vụ tỷ phú Jeffrey Epstein bị bắt do các cáo buộc tình dục sai trái. Ông Acosta là chánh công tố ở Miami vào năm 2008, đã giúp ông Epstein đạt được một bản án nhẹ sau khi thương lượng về bản án. Trong đó, ông Epstein chỉ ở tù 13 tháng trong bản án 18 tháng tù. Dư luận vào lúc đó chỉ trích mạnh mẽ vì lẽ ra ông Epstein phải đối diện với án tù chung thân. Trong bức điện thuyết, bà Pelosi cho hay thỏa thuận của ông Acosta với tỷ phú Epstein đã làm cho các nạn nhân trẻ của ông tỷ phú không sao kiện tụng được, và Tổng thống Trump biết rõ các việc này khi bổ nhiệm ông Acosta làm Bộ trưởng Lao động. Thưa quý vị, nối tiếp là tin thị trường chứng khoán với kết quả sau giờ đóng cửa như sau. Chỉ số Dow Jones kỹ nghệ ngày hôm nay tăng thêm 77.29 điểm, dừng lại ở mức 26.860.78 điểm. Chỉ số Nasdaq ngày hôm nay tăng thêm 55.98 điểm, dừng lại ở mức 8.197.61 điểm. Còn chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 12.64 điểm, dừng lại ở mức 2.992.27 điểm. Phân lời công khố phiếu 10 năm là 2.05% đã tăng 0.02 điểm. Giá dầu thô ngày hôm nay là 57 đồng 91 sen cho một thùng dầu thô, đã tăng 0.25% cho một thùng dầu thô. Giá vàng tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là 1.419.90 sen cho một ounce, đã tăng 0.47 sen cho một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng mua vào ngày hôm nay là 38.700.000 đồng một lượng, bán ra là 38.900.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la hôm nay đổi được 23.250 đồng tiền Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ cũng như là chứng khoán. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Việt Nam.